Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề về thời trang đồ da, Kỳ Lân xin phép được giới thiệu với tất cả quý khách rất đặc biệt. Đây là một siêu phẩm vô cùng gọn tiện và đặc biệt là rất cao cấp, gọi là đẳng cấp đỉnh cao của dòng đồ da Kỳ Lân Luxury. Đây là một cái ví cầm tay unisex dành cho tất cả mọi người, bởi vì kiểu dáng rất thon gọn, rất dễ thương và công năng sử dụng rất tuyệt vời. Đây, một cái ví cầm tay mà có hai cái chốt cái gài kèm một cái logo, logo vương miện, logo của một cái biểu trưng của sự cao quý, sân trọng và quyền lực, logo vương miện bằng vàng 18K và đính 3 viên kim cương thiên nhiên. Và đặc biệt bên trong là da Togo rất mềm mại. Da Togo vô cùng mềm mại. Và chúng ta đã biết rằng da Togo là một trong những loại da êm, cầm rất sướng tay và được các hãng thời trang lớn trên thế giới đều chọn da Togo này để dùng làm mặt chính cho sản phẩm. Như ngày hôm nay, đối với sản phẩm này, Kỳ Lân chọn da Togo nhập này để làm mặt trong, để cho chúng ta thấy được giá trị của sản phẩm này không phải bên ngoài mà bên trong. Bên ngoài thì đương nhiên là đẹp rồi, bên ngoài là da cá sấu. Da cá sấu này được nhập từ các công ty chuyên thuộc da cho các hãng thời trang da lớn nhất trên thế giới. Và những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và với tiêu chuẩn nuôi lấy da chuyên nghiệp, mỗi con mỗi chuồng. Cho nên là chúng ta sẽ không thấy độ bị cắn xé lẫn nhau, bị rách da. Thậm chí là khi họ thuộc da, họ cũng bỏ hết những cái chi, họ lấy phần bụng là nhiều và có được những cái da đẹp như vậy. Và cộng với kỹ thuật chuyên môn cao của các công ty chuyên thuộc da lớn nhất trên thế giới để ra được sản phẩm siêu phẩm như thế này, da cá sấu và những đường xen kẽ này màu vàng gold rất đẹp, rất là đẹp. Và bên trong thì toàn bộ bên trong đa số là da Togo và cái mặt chính của cái ngăn bự này là da cá sấu luôn. Với phụ kiện vô cùng cao cấp của Kỳ Lân Luxury đã chọn lựa và đẹp, êm, bền, siêu bền. Một cái sản phẩm mà chất lượng từ bên trong là da Togo đặc biệt gia nhập và da cá sấu siêu cao cấp. Từ chất lượng đến chất lượng cộng với phụ kiện chất lượng và cộng với handmade bởi Kỳ Lân Luxury chuyên nghiệp đã tạo ra một sản phẩm vô cùng đẳng cấp đỉnh cao phục vụ tất cả quý khách. Lẽ ra là Kỳ Lân sẽ thiết kế thêm những option nữa cho hay nữa, nhưng mà Kỳ Lân cảm thấy đây là một cái sản phẩm mà hầu như nó đầy đủ những công năng cần thiết nhất cho một người sử dụng rồi. Về những cái giấy tờ, thẻ ATM, căn cứ công dân đầy đủ, và được ngăn đựng tiền, ngăn đựng điện thoại, thậm chí là tiền xu vẫn được, và ngăn đựng giấy tờ rồi. Và thậm chí Kỳ Lân đang để một chiếc điện thoại Bluetooth vào nha, cũng rất là gọn luôn. Rồi, và Kỳ Lân bỏ thêm một cái điện thoại cảm ứng vào, cũng được luôn. Tức là chúng ta có thể bỏ được hai cái điện thoại, một cái điện thoại cảm ứng và một cái điện thoại Bluetooth. Rồi, chúng ta thử bỏ tiền vào ha. Ok, bỏ tiền vào đây. Tín dụng nè, bằng lái xe nè, và thẻ Visa tín dụng nè. Ok, rồi. Ok, rất là tuyệt vời. Còn nếu như chúng ta dùng một cái điện thoại thì thôi, chúng ta vẫn có thể dùng ngăn còn lại, một ngăn điện thoại thôi, ngăn còn lại để đựng tiền. Hoặc là chúng ta có thể là để được cả cây bút vào ngăn này luôn. Hoặc nếu như quý khách có nhu cầu thêm thì Kỳ Lân sẽ làm thêm một option đựng cây bút ngay vị trí này. Có một cái lỗ để gài, có một cái nơi để gài cái bút. Hoặc là Kỳ Lân sẽ làm một cái lỗ để xỏ cây bút vào trong này luôn. Thì sắp tới Kỳ Lân sẽ làm thêm một option cho siêu phẩm này nữa là Kỳ Lân sẽ xỏ một cái nơi để xỏ cái bút vào đây. Giống như là vậy nè, giống như xỏ vậy nè. Đó.
xóa rất là gọn. Kỳ Lăng sẽ làm như vậy cho option cho cái siêu phẩm này. Hiện tại thì phiên bản này chưa có, và phiên bản sắp tới Kỳ Lăng sẽ làm một option này nữa là xóa vào, để cái bút vào trong này cho rất là gọn. Bình thường thì tất cả những cái vật dụng quan trọng nhất, những cái giấy tờ quan trọng nhất, chúng ta sẽ thường hay bị quên. Vì vậy Kỳ Lăng đã từng bị quên, và Kỳ Lăng quyết định dùng cái ví cầm tay này để bỏ tất cả những cái gì quan trọng nhất vào đây, từ tiền, giấy tờ và điện thoại. Khi đi đâu công việc gấp, Kỳ Lăng chỉ việc lấy cái ví này cầm lên đi, là tất cả những gì thông tin quan trọng nhất nó đã đầy đủ trong này rồi. Và khi chúng ta đi công việc ở xa, thường thì Kỳ Lăng sẽ để cái ví cầm tay này vào cái túi sách của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng gài lại. Trong cái túi này Kỳ Lăng bỏ rất nhiều đồ, những cái vật dụng to cần thiết khác kèm cái ví cầm tay này. Kỳ Lăng sắp đi rất là gọn. Chất liệu bằng vàng khối rất giá trị, không thể bỏ trong cái bao da mình cầm đi thì nó không có được ai biết. Chúng ta sẽ để vào cái ví cầm tay này. Vừa giấy tờ, vừa tiền, vừa điện thoại và những cái chi tiết nhỏ khác có thể để vào đây, rất tiện, đi đâu chỉ cầm theo. Và lên quán cà phê ngồi, phòng họp. Điện thoại thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài. Đó, chúng ta sẽ đặt lên. Ai làm việc gì lấy nghe, ai nhắn tin thì nhắn tin, xong rồi mình đặt lên lại. Hoặc mình đặt lên lại. Đây là mặt trước, hoặc chúng ta có thể lật mặt sau này. Chúng ta có thể để như này, hoặc là để như thế này. Trong dùng xong để xuống. Tại vì khi mình ngồi trong quán cà phê, ngồi bàn họp thì điện thoại mình luôn luôn sử dụng nếu cần thiết mà. Tức là khi cần thiết mình sẽ lấy ngay, thì không thể là mình vừa lấy mở ra rồi mình lấy rồi mình nhét vào sẽ gây sự chú ý và thao tác. Nên chúng ta nên lấy cái điện thoại đặt lên trên cái sản phẩm này. Như vậy để mọi người có thể nhìn thấy được cái điện thoại này đẹp luôn. Còn nếu cái điện thoại mà bỏ trong một cái ấp lưng thì chúng ta ấp lưng thì sẽ không thấy được cái độ đẹp của giá trị của sản phẩm này. Tương tự cái này cũng vậy, nếu dùng bao da cho nó thì để lên này rồi điện thoại bỏ trong bao da rồi bỏ lên đây sẽ không thấy được độ đẹp của điện thoại, không thấy giá trị của điện thoại. Mà chúng ta cần để điện thoại là mọi người sẽ nhìn thấy rất đẹp. Có quý khách thì rất thích dùng bao da, chỉ muốn dùng bao da bỏ điện thoại vào thôi như thế này, hoặc là bao da kiểu này. Nhưng cầm vầy sẽ không thấy được cái đẹp của điện thoại bị che rồi, mà thấy đẹp của bao da. Khi lấy ra vầy thì người ta mới biết. Nếu chúng ta không dùng những cái ví cầm tay như vầy thì chúng ta nên cầm những cái bao da như vầy. Nó vừa bảo vệ điện thoại mà khi chúng ta nghe gọi thì chúng ta rút ra cũng sang. Hoặc là khi chúng ta ngồi phòng họp, quán cà phê, chúng ta không dùng cái ví cầm tay này mà chúng ta dùng cái bao da này thì chúng ta cũng nên rút cái điện thoại ra khỏi bao da. Bởi vì để điện thoại trong bao da thì mình tin nhắn đồ hoặc là gọi đi liên tục, mà mình không thể mà mỗi lần gọi rút thì cũng gây mất thao tác, mất công thao tác. Vì vậy nên lấy điện thoại ra để trên bao da như thế này có hai tác dụng chính. Một là thể hiện được độ đẹp của sản phẩm mà mọi người sẽ nhìn vào rất là ngưỡng mộ. Hai là tiện thao tác cho chúng ta bấm, thao tác dùng, thao tác nghe rất là gọn, tiện. Còn nếu chúng ta dùng ví cầm tay thì cũng không nên dùng bao da nữa, và chúng ta nên dùng gọn hơn là bằng cách để vào cái ví như vậy, bảo vệ rồi. Và khi đến nơi cần thiết chúng ta sẽ lấy ra và để ngoài. Đến khi đi về thì chúng ta mới bỏ vào điện thoại tiếp thôi. Đó, như thế này, rất là đẹp, rất là sang, rất là giá trị. Từ giày cũng cùng tông, cùng kiểu, cùng chất liệu. Logo bằng vàng 18 đến 3 viên kim cương thiên nhiên. Đến cầm tay ví, đến dây thắt lưng, túi sách và kể cả nón, mũ của Kỳ Lăng cũng vậy, đều theo nguyên một combo, nguyên một tông hết. Kể cả ví cầm tay mẫu này Kỳ Lăng cũng dùng, và kể cả cái điện thoại Kỳ Lăng đang sử dụng cũng vậy luôn. Tất cả là một tông da. Yeah. Ốp lưng Kỳ Lăng làm bằng da luôn, da cá sấu này luôn. Đây là những cái combo, những cái chi tiết, những cái đồ, những món đồ cho một bộ combo của Kỳ Lăng. Và đối với tất cả các đồ da khác cũng vậy, quý khách cần những combo gì,
cần những chi tiết gì, cần những món gì, cần những sản phẩm gì, hãy liên hệ ngay với Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu đó để thành những sản phẩm hiện thực và hoàn hảo, hoàn thiện nhất đến với tất cả quý khách hàng. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách rất nhiều và chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury. Hoặc là có thể truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com để xem những dòng sản phẩm Kỳ Lăng. Và quý khách có thể gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng hoặc kết nối qua Zalo số hotline 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lăng Luxury sẽ hỗ trợ tất cả những gì về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao với tất cả quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.